Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán có cái diện tích trên sổ từ 30m² trở lên và chỉ từ 600 triệu đồng là mọi người có thể sở hữu cho mình một cái căn nhà xây mới 4 tầng của chủ đầu tư bên em. Thì hôm nay em Ánh hiện tại đang đứng trước một cái vị trí căn nhà mới thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, có cái diện tích xây dựng là 41m² và có cái diện tích trên sổ đỏ là 39,4m². Nhà này đã có sổ đỏ chính chủ, được thiết kế là 4 tầng, thiết kế 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp và 1 phòng khách. Hiện tại em đang đứng trước vị trí của cái căn nhà này. Đây là chính trước cửa của ngôi nhà đây, cửa chính của ngôi nhà đây ạ. Ngõ trước nhà là 2m2, cách đường ô tô đi lại là 30m. Mọi người có thể quan sát ngõ nha. Đó, đây mọi người có thể quan sát giùm em. Nhà thiết kế xây 4 tầng. Và hiện tại em sẽ đi vào phía cửa chính của căn nhà nhé. Đây, cửa chính của căn nhà. Lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện mọi người ạ. Và lớp bên trong là cửa kính, nhôm kính. Xin mời mọi người vào phòng khách cùng em nhé. Căn nhà này đã hoàn thiện xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Mọi người có thể ngắm qua xung quanh về phòng bếp cũng như phòng khách giúp em. Phòng khách ở đây là bọn em có đầu tư một bộ bàn ghế cũng như là một tủ kệ tivi. Đây, màu rất là đẹp đúng không ạ? Gỗ này là gỗ sồi Nga nha mọi người. Đây là gỗ sồi Nga, rất là chắc chắn, đẹp. Ở phía bên trên này là bọn em có lắp thêm một chiếc quạt trần Panasonic. Đây vì là mong muốn quay sớm cho một số khách hàng có hỏi bên em nhà có nội thất, thành ra là em quay hơi vội, chưa lắp xong mà đã quay rồi. Đây ạ, đây chính là, ở đây là còn một chiếc hút mùi thương hiệu Kenji và một chiếc quạt trần Panasonic sẽ được lắp sớm thôi. Đây, mọi người ngắm qua từ phía tủ bếp của này, cái căn nhà này nhá. Tủ bếp đây ạ. Tủ bếp được làm bằng gỗ lim Nam Phi mọi người ạ. Rất là chắc chắn. Và đây là có hệ thống chậu rửa, vòi rửa, chất liệu là inox 304, hàng nhập khẩu nhá. Ở đây là có một chiếc bếp thương hiệu là Kenji, bếp từ, hai bếp nha mọi người. Nói chung là cái căn nhà này mọi người chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Diện tích rất là rộng, 39,4m trên sổ đỏ và xây dựng thực tế là 41m. Mọi người nhìn qua hệ thống trần thạch cao, đèn led, điện, sơn đều đã được hoàn thiện xong xuôi hết cả rồi. Đó ạ. Cái vị trí phòng khách này ở tầng 1 nó có một cái nhà vệ sinh. Mời mọi người ngắm thử nhé. Đây ạ. Nhà vệ sinh ở tầng 1 là có đầy đủ bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa. Tiếp theo mời mọi người lên tầng 2 cùng em Ánh nhé. Phía trên tầng 2 của cái căn nhà này được thiết kế là hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh, rất là rộng rãi. Xin mời mọi người ngắm qua phòng ngủ thứ nhất nhé. Đây, phía phòng ngủ thứ nhất của cái nhà này trên tầng 2 là đã có một chiếc điều hòa, đã lắp đặt được một chiếc điều hòa cũng như là có cái hệ thống cửa hướng ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng cũng như không khí vào phía bên trong của cái căn nhà này. Và đồng thời là cái cửa này là có hai lớp, lớp ngoài là cửa kính và bên trong là sắt tĩnh điện để chống trộm cũng như là an toàn rất là tốt. Cái phòng ngủ này thì là được lát gạch 60-60 màu trắng hàng loại 1, rất là đẹp, tạo một cái không gian phòng rất là sáng đúng không ạ? Xin mời mọi người sang cái căn phòng thứ hai cùng em. Căn phòng thứ hai đây cũng được lắp
một chiếc điều hòa và cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Tương tự như căn phòng bên kia, rất là rộng, tầng 2 gồm 2 phòng ngủ mọi người nhá. Và một nhà vệ sinh. Đây, cửa thông phòng là được làm bằng gỗ lim, rất là chắc chắn. Đó. Xin mời mọi người ra xem tham quan phòng vệ sinh tầng 2 nhá. Vệ sinh tầng 2 của cái căn của cái tầng 2 này là đầy đủ thiết bị vệ sinh nè, đầy đủ bồn cầu, lavabo, hệ thống vòi xịt cũng như là sen tắm. Xin mời mọi người lên tầng 3 cùng em. Tầng 3 của cái căn nhà này thì là cũng được thiết kế là 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh, thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Đó. Được thiết kế tương tự như tầng 2. Rất là sáng, rất là thoáng. Cái căn nhà này, cái hướng nhà là hướng đông bắc mọi người nhá. Và cái giá chào bán bên em là 1 tỷ 680 triệu. Rất là thoáng đúng không ạ? Cái căn phòng này, đây là căn phòng thứ 3, 3 phòng ngủ và bây giờ là sang cái phòng ngủ thứ 4. Đây chính là phòng ngủ thứ 4 đây ạ. Đó, cũng có cửa sổ và cửa hai lớp hướng ra phía bên ngoài. Hướng nhà là hướng đông bắc, rất là mát nha mọi người. Đây ạ, phía nhà vệ sinh của tầng 3 đây. Cũng tương tự như tầng 2. Đầy đủ hết thiết bị vệ sinh, sen vòi tắm. Đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Xin mời mọi người lên tầng 4 tham quan căn nhà của em nhé. Cái tầng 4 của cái ngôi nhà này được thiết kế là gồm một phòng thờ và một sân phơi. Đây, xin mời mọi người, sân phơi của phía ngôi nhà đây. Sân phơi của ngôi nhà được lát gạch 40-40 vân hoa cỏ đá, rất là đẹp, trang nhã. Mọi người nhìn không ạ? Rất là rộng, rất là thoáng. Sân phơi này mọi người có thể, nếu mà ai yêu thích hoa thì có thể về trồng hoa, trồng cây. Mọi người ngắm qua xung quanh giùm em một chút nhá, rất là nhiều nhà cao tầng. Rất là nhiều nhà cao tầng, nhiều cây xanh, không khí rất là thoáng đãng. Đó. Em Ánh xin nhắc lại cái vị trí căn nhà này với mọi người nhé. Căn nhà này là có cái diện tích là 39,4 m² ở trên sổ đỏ, đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ rồi và chào bán là 1 tỷ 680 triệu đồng, có đầy đủ nội thất. Đồng thời là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Nếu như mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết nữa, xin vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người có thể kết bạn Zalo với em cũng được ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.